ơi, các bạn nhìn này, hôm nay mình có quyển công chúa lấp lánh, thiên thần có cánh đấy. Nào chúng mình cùng xem ở bên trong có những gì nhé. À, đây là một trang để dán váy và một trang để tô màu đấy. Phần giữa này là những trang váy và tí nữa chúng mình sẽ bóc phần váy này để dán vào những hình ảnh của các nàng thiên thần đấy. Wow, ở phần sau chúng mình sẽ có hai bức tranh để chúng mình có thể dán thêm những sticker vào đó. À, bây giờ chúng mình hãy cùng nhau chọn cho những nàng thiên thần những bộ trang phục thật là lộng lẫy nhé. Đầu tiên chúng mình có nàng thiên thần tóc xanh và nàng thiên thần tóc đỏ. Ở đây mình có hai bộ, một bộ màu hồng và một bộ màu vàng. Mình sẽ bóc bộ màu vàng trước. Bộ màu vàng với chất liệu là sa tanh và những chi tiết trang trí bằng màu xanh nước biển. Đó là một chiếc váy phồng xếp ly rất đẹp. Đi kèm với đó là một đôi giày cũng màu vàng, trông rất nhẹ nhàng. Ta-da! Bây giờ mình sẽ chuyển sang nàng thiên thần váy hồng. Đây là một set váy gồm có hai phần, phần váy và phần áo. Thực ra không cần thay áo cũng được. Ngoài ra, set váy này còn có một đôi cái này gọi là gì đây ta? Chắc là một đôi bốt. Đôi bốt cao cũng có màu hồng. Wow, các bạn thấy thế nào? Trông các nàng thiên thần thật là lấp lánh đúng không? Tiếp theo, chúng mình có hai nàng thiên thần khác. Một nàng tóc ngắn và một nàng tóc dài. Ôi, chiếc váy hồng này mới điệu làm sao. Còn bộ vàng và xanh này màu mới đẹp làm sao. Bây giờ mình sẽ bóc bộ màu hồng này trước. Đây là một chiếc váy có cấu tạo khá là điệu. Một chiếc váy ngắn và phần đuôi váy được làm khá cầu kỳ. Chúng mình còn có một chi tiết dành cho tay và một chi tiết dành cho chân nữa. Mình sẽ dán chi tiết dành cho tay. Và tiếp theo là chi tiết dành cho chân. Ta-da! Và bây giờ mình sẽ chuyển sang chiếc váy có màu xanh và vàng này. Đố các bạn biết hai màu này giống như màu váy của nàng công chúa nào trong Disney nhỉ? Đó chính là nàng công chúa Bạch Tuyết đấy. Chiếc váy này có hai đôi bốt màu xanh với họa tiết màu vàng. Là xong rồi đấy, một phong cách điệu đà và một phong cách năng động hơn. Tiếp theo, mình lại có hai nàng nữa. Ôi, cả hai nàng này đều rất xinh đẹp. Và hai chiếc váy này cũng mới đẹp làm sao. Chiếc váy vàng và một chiếc váy màu xanh tím than. Chiếc váy vàng có trang trí những bông hoa rất là đẹp và có cả một bông hoa để cài lên mũ nữa. Ta-da! Ôi, set váy này còn có một đôi giày cũng rất là đẹp nữa đấy các bạn ạ. Đôi giày có màu xanh lá cây và trang trí bằng những sợi dây leo. Trông vừa nhẹ nhõm, vừa điệu đà đúng không? Nhưng chiếc váy này mình mới thích hơn này. Đây là chiếc váy có màu xanh tím than và chiếc vòng cổ trông lấp lánh như những vì sao vậy. Chiếc váy có rất nhiều tầng với chất liệu mỏng và nhẹ. Và chi tiết trên mũ là một ngôi sao lấp lánh. Ngoài ra còn có một đôi giày cao gót rất là nhẹ nhàng nữa đấy các bạn ạ.
trong hai nàng thiên thần này. Các bạn thích nàng thiên thần nào hơn? Cả hai đều thật là xinh đẹp đúng không? Tiếp theo lại có hai nàng nữa rất là xinh đẹp đang chờ chúng mình đấy. Ở đây mình có một chiếc váy với họa tiết và màu sắc của hoa hướng dương đấy. Đây chắc chắn là nàng thiên thần hoa hướng dương rồi. Ôi, đáng yêu quá. Thêm hai chi tiết chân nữa nào. Đây là kiểu tất đạp gót các bạn ạ. Ta-da. Và bây giờ là một chiếc váy khác màu hồng, trông nhẹ nhàng hơn hẳn. Chiếc váy tuy đơn giản nhưng nhìn cũng rất đẹp đúng không? Ở đây có hai chi tiết ở bắp chân nhé. Ta-da, vậy là xong rồi đấy. Tiếp theo chúng mình lại có hai nàng thiên thần khác. Để xem hai bộ váy tiếp theo sẽ là gì nào. Wow, ui mình thích chiếc váy màu xanh này quá, thật là đẹp. Chiếc váy này có màu xanh lá cây. Đây chắc hẳn là một nàng thiên thần hoa rồi. Nàng thiên thần này có chiếc váy rất là đẹp, xếp ly ở phần eo, với những phần trang trí ở tà váy bằng những bông hoa rất là đẹp các bạn ạ. Và đôi chân được quấn dây leo. Ôi đẹp quá, thật là xanh điệu quá đi. Còn chiếc váy này giống như là bằng nước vậy các bạn ạ. Đây hẳn là một nàng thiên thần cây xanh và một nàng thiên thần nước rồi. Ôi, chiếc váy này với điểm nhấn là chiếc nơ ở bụng, trông rất đẹp. Và đôi giày này có 3 phần. Chi tiết mũ này. Trông đôi giày này khá cầu kỳ đúng không? Một phần ở chân này. Và thêm một chi tiết sẽ nối từ đầu gối xuống chiếc giày. Ta-da. Các bạn ơi, các bạn thích nàng thiên thần nào hơn? Cây cối hay là nước đây? Còn tiếp theo, ôi nàng thiên thần tóc xanh bên này có cái mũ đẹp quá. Có hai bộ váy, một là xanh lá cây và một là màu đỏ. Chiếc váy màu đỏ trông như là dành cho mùa đông ý. Còn chiếc váy màu xanh này thì thật là nhẹ nhàng, trông giống với mùa hè. Thêm chi tiết chân. Lại một đôi đạp gót nữa các bạn ạ. Ôi, mình thích chiếc váy này quá. Chi tiết ở cổ này nó khá nhỏ cho nên chút nữa mình sẽ cắt bớt phần rìa trắng ở bên ngoài đi nhé. Wow, đẹp quá ta. Ở đây có chi tiết ở tay và chi tiết ở chân. Đây là bao tay và đây là đôi giày. Đôi giày trông cũng rất là ấm áp. Đây là nàng thiên thần mùa đông. Nhưng mà mùa đông lại với màu đỏ thế này khiến chúng mình liên tưởng tới Giáng sinh các bạn nhỉ. Bây giờ mình sẽ cắt bớt phần trắng đi để làm phần chi tiết cổ nhé. Vừa xinh các bạn ơi. Vậy là chúng mình đã chọn những bộ váy rất là đẹp cho các nàng thiên thần rồi đấy. Còn bây giờ chúng mình sẽ hoàn thiện hai bức tranh nhé. Hai bức tranh ở cuối của quyển thay đồ cho các nàng thiên thần đấy. Ôi, bức tranh này rất là đẹp, gồm có hoa,
và nước. Ở đây là có những trang, có những sticker dành cho trang này. Ôi giống nhau này, mình có thể dán đè lên trên. Còn nữa các bạn ạ, ở đây có một chú cá heo mũi dài ngoằng và đội một chiếc mũ màu xanh. Ôi, còn đây có một cô thiên thần nó nằm ngay giữa trang này. Mình sẽ dán thêm vào đây nhé. Wow, ở đây có thêm những chi tiết nữa mà không có sẵn trong hình. Mình sẽ dán vào bất kỳ nơi nào mà mình muốn ở trong bức hình này đấy, để có thể hoàn thiện bức tranh của riêng mình. Đây là một tòa lâu đài. Ôi, mình thích dán trên bông hoa này. Tòa lâu đài của các nàng tiên sẽ ở dưới những bông hoa. Có bông hoa hướng dương to này. Ở đây cũng có một hình bông hoa hướng dương đấy. Nhưng mà mình sẽ không đặt bông hoa hướng dương này vào đấy, và mình sẽ kiếm một chỗ khác. Đây, đặt lên đây đi. Thể cân bằng màu đấy các bạn ạ. Còn ngôi nhà bé xíu này, cho vào đâu đây, lại dán đây một bông hoa đi, bông hoa hướng dương. Ta-da, vậy là bức tranh đầu tiên của mình xong rồi đấy. Tiếp theo, thật là tuyệt vời, đây chính là ngôi nhà trên mây. Ở bên này có một bông hoa thủy tiên rất là đẹp. Để xem mình sẽ có những sticker thế nào. Một em bé đang cầm một chiếc đèn. Để đây đi. Giống như là em bé đang lấy đèn ra từ bông hoa thủy tiên vậy. Và tiếp theo chính là những bông hoa nhỏ hơn. Để đây đi. Và tiếp theo, với nàng thiên thần này sẽ phù hợp với vị trí bậc thang ở tòa lâu đài nhỏ nhỏ này đấy. Giống như hai nàng thiên thần đang nói chuyện với nhau ấy. Còn đây, mình có hai người tí hon. Đặt ở đâu bây giờ? Đặt ra giữa đi. Chỗ này đi. Ta-da. Vậy là chúng mình đã gần hoàn thiện rồi đấy. Còn hai nàng thiên thần này nữa, mình sẽ bổ sung vào những phần trống ở trên bức tranh, để bức tranh có thêm nhiều chi tiết và càng rực rỡ hơn nhé. Nàng thiên thần này mình muốn cho vào đây. Còn một nàng thiên thần nữa mình sẽ cho vào chỗ trống này. Ta-da! Các bạn ơi, vậy là clip của mình hôm nay đến đây là hết rồi đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye!